chào các khán giả của chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng Kisato. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong một ngày thời tiết vô cùng là nắng đẹp như thế này thì Phương Nga cùng với ekip của mình thì đang đến thăm công trình của nhà anh Đức tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, một công trình nhà vườn. Quý vị có thể thấy ở ngay sau lưng chúng tôi đây. Và ngay sau đây thì Phương Nga sẽ hỏi và phỏng vấn anh Đức gia chủ một số câu hỏi để đưa thêm thông tin tới quý vị. Dạ em chào anh. Dạ vâng. Anh ơi, cái công trình nhà vườn của mình thì tổng thời gian thi công là hết khoảng bao lâu anh? Công trình của nhà mình thì làm hết khoảng độ 4 tháng. Vâng. Thế cái tổng chi phí để mà hoàn thiện cái công trình này mà không tính nội thất với lại sân vườn thì nhà mình hết bao nhiêu ạ? Mình khoảng độ 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ. Vâng. Thế thì người thân bạn bè của mình qua thăm thì có nhận xét hay là phản hồi gì không ạ? Họ cũng nhận xét là nói chung là mẫu nhà thì đẹp, được. Nói chung là họ cũng không có vấn đề gì họ để chê cả. Nói chung là họ đều khen. Vâng. Thế thì anh thì sao? Anh với một cái mẫu nhà đã trở thành một thực tế như này, một cái công trình lên hình thực tế như này thì có đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong muốn của anh hiện lúc ban đầu đấy là muốn có một cái công trình độc và lạ ở địa phương mình không? Nói chung là về mình thì mình cũng tham khảo của công ty rồi. Thì mình phải thiết kế thì theo của công ty ấy, thì mình làm phải đúng theo cái thiết kế. Vâng. Thì mình thiết kế ban đầu thì mình thiết kế như thế nào thì mình cứ làm theo như thế. Vâng. Thì đúng thực chất ra là mình đã làm cái nhà ấy, lên thì là mình bị xem từ cái lúc ban đầu ấy. Vâng. Thế thì là hắn như thế nào thì mình ứng ý thì mình làm theo như thế. Thế là cuối cùng là mình hài lòng đúng không anh? Ừ, mình hài lòng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và sau đây thì em cũng xin phép anh là sẽ đi quay và ghi hình lại những cái nét đặc biệt của công trình nhà mình để chia sẻ lan tỏa cái đẹp này tới nhiều khán giả khác nữa. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Xin mời quý vị. Thưa quý vị và các bạn, công trình của nhà anh Đức thì có kích thước tổng quan, chiều ngang kể cả sảnh là 11,975m và chiều sâu tính cả sảnh là 16,325m, tọa lạc trên một tổng diện tích anh quy hoạch để xây dựng công trình nhà ở của mình là hơn 200m2. Phần diện tích thừa còn lại thì anh sử dụng để làm sân vườn. Ở phần sân này thì quý vị có thể thấy là gia chủ đã lát gạch đỏ rất là đẹp và sạch sẽ. Và công trình của nhà anh thì từ cổng chính bước vào, chúng ta ngắm nhìn phần mặt tiền thì thấy rất là ấn tượng với lại hệ ba mái thái mà các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí và sắp xếp chồng lên nhau, tính toán độ dốc, độ thoải, độ cao của mái như thế nào để nó hợp lý nhất với lại công trình cũng như là đảm bảo được những cái tính năng ưu việt của cái hệ thống mái thái này. Và màu ngói là màu ngói đỏ cam, rất là phù hợp với lại sở thích của gia chủ cũng như là đối lập với lại tông màu sơn trắng vàng nhạt nền nã ở phía dưới tổng quan, ở phía dưới công trình. Và phía dưới hệ mái thì ba hệ mái ở phần mặt tiền gia chủ đã trang trí bằng những cái chi tiết ô cửa thoáng và có lồng thêm ba ô chữ phúc lộc thọ khá là nổi bật và thể hiện cái gu thẩm mỹ của anh. Ở phía hệ mái vươn ra ngoài là có dòng chữ Canh Tí 2020 thể hiện là năm xây dựng của công trình này. Ở phần sảnh chính chúng tôi phát triển từ công trình này thì có hai bên là hệ cột trụ vuông vức chống đỡ hệ mái thái và phía bên trên là có cái chi tiết gờ phân tầng. Các kiến trúc sư của chúng tôi đã đắp vẽ một chút trang trí cho ngôi nhà. Ở phía bên tay trái của Phương Nga đây thì là phần không gian sảnh cà phê để gia chủ sau này có thể tận dụng không gian ở đây, đặt thêm ở đây có thể là một bộ bàn ghế đá chẳng hạn để có thể có thêm một cái không gian thú vị để tiếp khách cũng như là trò chuyện ở đây. Ở phía bên trên thì đã có thiết kế một cái hệ lam và được gia cố tấm kính để chắn nắng, chúng ta ngồi ở đây hoàn toàn có thể thoải mái trò chuyện. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng di chuyển sang phía bên này để ngắm nhìn cái không gian sảnh phụ của công trình này ạ. Không gian sảnh phụ của ngôi nhà thì có kích thước là nhỏ hơn với lại phần sảnh chính chúng tôi đã thiết kế cho công trình và từ cốt sân lên tới cốt nền nhà là bao gồm 5 bậc đi lên để tôn thêm cái chiều cao cho công trình nhà vườn này. Và phần gạch ốp ở phần các bậc thang này thì đã được sử dụng là đá, gạch đá granite tối màu rất là sang trọng. Ở đây thì cũng có hệ hai cột trụ vuông vức khỏe khoắn để chống đỡ được cái hệ mái này. Nhìn ở phía mặt sảnh phụ này thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã giản lược ở cái phần hệ thống mái là thay vì ba mái như ở phần mặt chính thì ở đây là có hệ hai mái chồng lên nhau thôi ạ. Nhưng mà vẫn rất là ấn tượng cho cái phần mặt sảnh phụ này của công trình.
Toàn bộ chất liệu của hệ cửa sổ của ngôi nhà này, gia chủ sử dụng chất liệu là nhôm kính. Ở phần chân công trình thì đã được ốp gạch thẻ màu đỏ ấm, đồng nhất với lại tông màu gạch sân cũng như là màu mái, rất là đẹp và còn giúp cái độ bền của cái công trình này nó tăng thêm thời gian nữa. Và cũng có phần bồn cây chạy xung quanh ngôi nhà để gia chủ có thể trồng cây hoa ở đây, tăng thêm cái phần không gian cảnh quan thiên nhiên của ngôi nhà này. Có một đặc điểm khi mà tôi bước vào không gian của nhà anh Đức, đó là thấy ở đây anh trồng rất là nhiều mít, và ngay bên cạnh tôi đây là một cây mít rất là nhiều quả, nhìn rất là thích. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiến vào phía bên trong công trình để khám phá xem là công năng mặt bằng của ngôi nhà này các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí cho gia chủ như thế nào nhé. Diện tích của không gian phòng khách của ngôi nhà nhà anh Đức thì có diện tích là 25,58 m² ạ. Ở phía bên trên trần nhà là một chi tiết rất là nổi bật khi mà chúng ta ngắm nhìn không gian phòng khách này. Gia chủ đã ốp gỗ xoan, và ở phần chính giữa thì có họa tiết trang trí hình trống đồng rất là sang trọng. Ở xung quanh thì còn đầu tư ốp hệ đèn đao lai âm trần rất là đẹp. Và ở đây thì chúng tôi đã bố trí hai ô cửa sổ có kích thước khá là lớn ở hai bên để đảm bảo là lấy được nhiều nhất ánh sáng từ phía bên ngoài hắt vào không gian này. Và ở đây thì anh đã đặt một bộ bàn ghế tiếp khách chất liệu là gỗ đinh hương, và phần đối diện là kệ tivi được đặt gọn về một góc của phòng khách. Từ không gian phòng khách, ở ngay bên cạnh đó là không gian phòng thờ kết hợp với lại phòng làm việc của anh Đức. Diện tích của căn phòng này thì khoảng gần 10 m², và cũng có một ô cửa sổ nhìn ra phía chính diện của ngôi nhà. Và từ phòng khách đi thẳng vào bên trong, chúng ta sẽ đến với lại không gian phòng bếp kết hợp với lại phòng ăn của ngôi nhà, có diện tích là hơn 25 m², và tại đây thì có một lối đi phụ hướng ra phần sảnh phụ ở bên cạnh ngôi nhà. Thì đứng ở đây tôi đang thấy cảm nhận được gió thổi vào rất là mát, chúng ta nhìn thẳng ra phía không gian sân vườn ở bên cạnh, ngay bên cạnh của anh. Tại đây thì trần nhà cũng được ốp gỗ xoan và có thay đổi chi tiết hoa văn trang trí ở phần chính giữa, tạo thêm cái sự phong phú cho những cái chi tiết trang trí của ngôi nhà này ạ. Và ngoài ra thì với công trình nhà vườn của nhà anh Đức thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí cho anh 3 phòng ngủ có diện tích gần tương tự nhau, rơi vào khoảng từ gần 10 m² ạ. Và đây là một căn phòng ngủ đầu tiên khi mà chúng ta bước vào từ phía bên ngoài. Căn phòng này thì hiện tại gia đình nhà anh vẫn đang để trống và chưa có người sử dụng. Và chúng tôi đều đã thiết kế ô cửa sổ hai bên kích thước nhỏ hình chữ nhật để có thể lấy được ánh sáng nhiều nhất. Toàn bộ phần trần của các căn phòng ngủ cũng như là phòng khách và bếp của công trình nhà anh thì đều được ốp gỗ xoan. Tuy nhiên thì trong các căn phòng ngủ thì đã được giản lược các cái chi tiết trang trí. Và đây là căn phòng ngủ thứ hai cũng có diện tích xấp xỉ 10 m². Ở phía bên cuối cùng này là căn phòng ngủ cuối cùng, có một ô cửa sổ kích thước lớn ở phần chính giữa để lấy được ánh sáng và không khí từ hông nhà. Và không thể thiếu đó chính là phần không gian nhà vệ sinh sử dụng chung của tất cả các thành viên. Chúng ta sẽ đi thẳng từ phòng bếp tiến vào không gian phía cuối này, đó là không gian khu công trình phụ đã được chúng tôi tách thành hai công năng riêng biệt, một bên là nhà tắm và phía bên kia là nhà vệ sinh. Và ở đây thì có một khoảng trống để anh có thể tận dụng để máy giặt, để sử dụng cho việc giặt giũ. Và như vậy là vừa rồi Phương Nga đã chia sẻ tới quý vị không gian ngoại thất cũng như là phần công năng mặt bằng mà các kiến trúc sư của Kisato chúng tôi đã bố trí cho công trình mẫu nhà vườn mái Thái của anh Đức tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nếu như quý vị cũng cảm thấy ưng ý với lại mẫu thiết kế này, với mức chi phí tôi nghĩ rất là hợp lý, khoảng hơn 1 tỷ cho công trình này, chưa kể sân vườn và nội thất, thì quý vị đừng ngần ngại liên hệ tới Kisato chúng tôi theo số hotline được đính kèm ở phía dưới video clip để nhận về cho mình thêm những sự tư vấn hỗ trợ kịp thời nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những mẫu nhà đẹp khác.